Thôi, ca không phải nói gì nữa hết. Có không giữ, mất đừng tìm. Đau một lần rồi thôi. Nếu như chỉ còn một ngày để sống thì em muốn làm gì? Em sẽ làm những điều điên rồ nhất. Mẹ đó, con trai gì đâu mà đứng nói chuyện với bạn rung lẫy bẫy. Ba thích thằng đó rồi đó. Tình yêu là phải từ từ, phải lãng mạn, phải romantic. Ai ao ao bạo phát bạo tàn con. Tình yêu mà romantic quá là nó tịt đó. Thời buổi công nghệ rồi, cái gì cũng phải ao ao, đỏ mất thì do.